Hai Guden Manutit làm fan Solskjaer. Sau chia sẻ của Ole Gunnar Solskjaer trên Sky Sports, CDV Manchester United nhanh chóng tìm ra Hai Guden tại CLB. Trên podcast Stick to Football do Sky Bet thực hiện, Ole Gunnar Solskjaer chia sẻ về khoảng thời gian dẫn dắt Manchester United. Trận đấu cuối cùng mà Solskjaer phụ trách là thất bại 1-4 trước Watford ở Premier League vào tháng 11 năm 2021 khi Manuti bị dẫn trước 0-2 sau 45 phút đầu tiên, kết quả khiến họ đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng. Một số bình luận của Solskjaer khiến người hâm mộ tìm ra danh tính của hai cầu thủ không muốn thi đấu cho Man U ở thời điểm đó. Đáng nói, hai cầu thủ ấy vẫn còn trụ lại Old Trafford. Nói về trận đấu cuối cùng của mình, Solskjaer nói: "Cuộc nói chuyện của toàn đội trong giờ nghỉ là về việc ai muốn thi đấu thì cứ ra sân, còn giơ tay tức là không muốn chơi bóng." Nhìn lại trận đấu, có hai sự thay người được thực hiện trong hiệp 1, đó là Marcus Rashford và Scott McTominay nhường chỗ cho Donny van de Beek và Anthony Martial. Do đó, người hâm mộ nhanh chóng kết luận Rashford và McTominay chính là cừu đen làm phản Solskjaer. Hiện tại, cả hai vẫn giữ vai trò quan trọng tại Man U. Diễn biến vụ Dybala Barca. Trao đổi với Caught Offside, ký giả Fabrizio Romano đã đưa ra cập nhật về tình hình của ngôi sao người Argentina. Trao đổi về tương lai của Paulo Dybala, ký giả Fabrizio Romano cho biết: "Tôi biết đã có một số báo cáo về việc Paulo Dybala tự mình mời chào Barcelona, nhưng tôi thực sự không có bất kỳ thông tin cập nhật cụ thể nào về tương lai của cậu ấy vào lúc này. Có vẻ như Dybala đang tận hưởng bóng đá ở Roma, cậu ấy cũng có một mối quan hệ tuyệt vời với đội bóng, người hâm mộ và HLV Daniel De Rossi. Hiện tại thì tình hình khá yên tĩnh, nhưng như tôi đã đưa tin trước đó, Dybala sẽ có điều khoản giải phóng hợp đồng vào mùa hè này. Điều khoản trị giá 12 triệu euro từng có hiệu lực vào tháng 1, nhưng không ai quyết định kích hoạt nó. Hãy chờ xem liệu tình hình có trở nên khác vào mùa hè hay không, vì Dybala có thể là một lựa chọn tuyệt vời cho nhiều câu lạc bộ. Điều quan trọng cần phải lưu ý là các câu lạc bộ Ý cũng có thể kích hoạt điều khoản giải phóng của hợp đồng của Dybala, nhưng trong trường hợp này, Roma sẽ có tiếng nói cuối cùng về thương vụ chuyển nhượng." Cựu danh thủ Arsenal ấn tượng một điều ở đội bóng cũ. Chia sẻ trên Handbrake Off Podcast, cựu danh thủ Arsenal Adrian Clarke cho rằng đội bóng cũ của ông không cần mua thêm tiền vệ. Dù chiều sâu đội hình của đội chủ sân Emirates ở hàng tiền vệ vẫn chưa khiến người hâm mộ pháo thủ thực sự yên tâm, bởi Thomas Partey thường xuyên dính chấn thương, còn Jorginho hay Mohamed Elneny đã có dấu hiệu tuổi tác. Tuy nhiên, cựu danh thủ Arsenal Adrian Clarke lại không nghĩ vậy. Chia sẻ trên Handbrake Off Podcast, ông nói: "Chúng tôi sử dụng sơ đồ 4 hậu vệ, nhưng chúng tôi đã ký hợp đồng với 4 cái tên có thể chơi dâng cao ở hàng tiền vệ. Đó là sự thiên tài. William Saliba và Gabriel đều có khả năng cầm bóng đáng kinh ngạc. Saliba thực hiện nhiều đường truyền hơn Sheffield United. Chính xác, tất cả họ đều có thể làm tốt công việc ở hàng tiền vệ. Ben White đã làm tốt điều này, còn Jakub Kiwior trông có vẻ an toàn hơn. Dẫu sao, Mikel Arteta cũng như các cộng sự của ông cần tăng cường thêm ít nhất một tiền vệ và một chân sút đẳng cấp để gia tăng cơ hội cạnh tranh, những danh hiệu trong tương lai cho đại diện Bắc London." Lộ diện ba cầu thủ coi như rời Arsenal. Thông qua kênh KS1 TV, nhà báo Steve Kay tiết lộ cầu thủ chuẩn bị chia tay Arsenal trong hè 2024. Arsenal còn nhiều việc phải làm trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Trong khi Arsenal hứa hẹn sẽ thực hiện những bản hợp đồng mới để tăng cường sức mạnh, thì cũng có một số cầu thủ có thể cần phải ra đi. Những trường hợp như Mohamed Elneny và Cedric Soares dường như không có tương lai ở Arsenal. Ngoài ra, cả bộ đôi Eddie Nketiah và Emile Smith Rowe cũng có một tương lai không chắc chắn. Reiss Nelson là một cầu thủ khác đang gặp khó khăn về thời gian thi đấu tại Emirates vào lúc này. Phát biểu trên KS1 TV, nhà báo Steve Kay tin rằng sự nghiệp của cầu thủ chạy cánh tại Emirates đã kết thúc. Steve Kay chia sẻ: "Nketiah sẽ ra đi, Nelson là một người khác mà tôi nghĩ mọi thứ đã xong. Smith Rowe cũng ra đi. Tôi chắc chắn hơn về điều đó khi phía Arsenal nói rằng họ đang hướng tới tương lai với những cầu thủ trẻ. Sẽ chẳng có bất kỳ nghi ngờ nào về những cầu thủ tôi vừa đề cập. Họ không còn tương lai ở sân Emirates." Vì sao Kylian Mbappe lại quan trọng với Real Madrid đến thế? Trận hòa của Real Madrid trước RB Leipzig càng cho thấy việc ban lãnh đạo Real Madrid nỗ lực chiêu mộ Kylian Mbappe là có lý do. Real Madrid và sự bế tắc trước RB Leipzig, trận hòa 1-1 là đủ để Real Madrid vượt qua RB Leipzig, giành tấm vé vào vòng tứ kết Champions League 2023-24. Trước đó, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng chỉ thắng đại diện nước Đức 1-0 trên sân khách. Việc hàng công của Real Madrid kiệm bàn trước đối thủ là điều dễ hiểu, bởi từ khi Karim Benzema rời đi, Carlo Ancelotti chưa tìm được chân sút đẳng cấp nào để thay thế. Đó là chưa nói đến việc Benzema thực sự mắn bàn thế nào khi chơi ở đấu trường châu Âu. Trong khi RB Leipzig đã chơi một trận rất hay với 20 cú sút được tung ra, thì Los Blancos cho thấy sự hạn chế của họ với chỉ 11 lần uy hiếp khung thành đối thủ. Những chân sút bên phía Real kém duyên hoàn toàn, cho đến khi Vinicius Junior có thể khai thông thế bế tắc. Dẫu sao, chiến thắng chung cuộc cũng đã giúp Real Madrid có được tấm vé vào tứ kết, nhưng nó đồng thời là hồi chuông cảnh tỉnh thượng tầng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Bởi lẽ, họ cần phải đẩy nhanh và quyết tâm hơn trong thương vụ chiêu mộ Kylian Mbappe. Kylian Mbappe thực sự quan trọng với Real Madrid. Nhìn hàng công Real Madrid mới thấy, thương vụ Kylian Mbappe có thể trở thành bản hợp đồng thế kỷ của Florentino Perez, dù mọi thứ hiện tại vẫn chỉ đang trên giấy tờ. Nhiều nguồn tin cho biết việc Real Madrid đã tìm nhà cho Mbappe, chuẩn bị hành trình đón chân sút người Pháp về Madrid.
Phía ban lãnh đạo Paris Saint-Germain, cụ thể là chủ tịch đội bóng này cũng xác nhận một cách rõ ràng, PSG đang hướng đến việc xây dựng thế hệ kế thừa và cuộc sống không Kylian Mbappé nằm trong tính toán của họ. Vậy, thực sự ý nghĩa của việc Mbappé chuyển đến Real Madrid là gì? Đầu tiên, có thể thấy ban lãnh đạo Real xem Mbappé là phương án thay thế hợp lý nhất cho trường hợp của Karim Benzema, một chân sút với hiệu suất ghi bàn được đánh giá hàng đầu. Kể từ khi Benzema rời đi, hàng tiền đạo của Real chỉ có Vinicius Jr. là cho thấy sự hiệu quả. Mùa này, chân sút người Brazil đã ghi 15 bàn và đóng góp 6 pha kiến tạo trên mọi đấu trường cho Los Blancos. Tuy nhiên, nếu so với những gì Mbappé làm được tại PSG, hẳn nhiều CDV yêu mến Real sẽ phát thèm. Mbappé đã ghi 34 bàn, đóng góp 4 kiến tạo cho đội chủ sân Parc des Princes. Con số này hơn gấp đôi so với Vinicius và chắc chắn nếu sở hữu tài năng 1998 trong đội hình, hàng công Real Madrid càng thanh thoát với phong độ săn bàn hủy diệt hơn nữa. Nếu không nhờ sự tỏa sáng vượt trội của Jude Bellingham, ngôi sao người Anh xuất phát điểm như một tiền vệ nhưng lại đang chơi ở vị trí tấn công và đóng góp nhiều bàn thắng cho Real, 20 bàn thắng, 7 pha kiến tạo, đoàn quân Carlo Ancelotti hẳn sẽ còn khó khăn và gian nan hơn nữa. Nói vậy để thấy, Kylian Mbappé chính là sự khác biệt dành cho Real Madrid. Khi đã sở hữu máy làm bàn, sinh năm 1998 trong đội hình, dự án về hàng công đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chắc chắn sẽ hóa rồng. Sterling, Wan-Bissaka là hậu vệ khó nhằn nhất tôi từng đối mặt. Raheem Sterling đã có cơ hội thi đấu với những hậu vệ xuất sắc nhất trong sự nghiệp của mình, từ Kyle Walker, Jules Koundé đến Trent Alexander-Arnold. Sterling đã đối đầu với hầu hết các hậu vệ cánh hàng đầu hiện tại. Tuy nhiên, khi nói chuyện với Stat Sports, Sterling đã gọi Aaron Wan-Bissaka của Manchester United là hậu vệ khó nhằn nhất mà anh từng đối mặt. Sterling nói về cầu thủ 50 triệu bảng của Man United: "Hậu vệ khó nhằn nhất mà tôi từng đối mặt. Trận chiến mà tôi rất thích là đối đầu Wan-Bissaka. Bạn sẽ vượt qua anh ấy và đột nhiên anh ấy bất thình lình xuất hiện. Đó là điều tôi sẽ tận hưởng trong trận đấu." Sterling luôn là một cầu thủ thích vượt qua đối thủ bằng tốc độ và khả năng rê bóng của mình, nhưng anh không thể vượt qua Wan-Bissaka theo cách đó. Wan-Bissaka có thể không phải là người giỏi nhất về cầm bóng hay tấn công, nhưng khi nói đến việc phòng ngự trước một cầu thủ chạy cánh như Sterling, anh thực sự làm tốt. Chelsea sẽ đối đầu với Manchester United vào tháng tới, và nếu Wan-Bissaka đủ sức thi đấu, Quỷ Đỏ sẽ nên cho Wan-Bissaka đá chính, đối đầu với Sterling.